chào các bạn. Hôm nay mình lại rất vui được gặp lại các bạn trên kênh của mình. Hiện tại là mình đang ở cửa cảng Đa Phúc Quý các bạn. Lúc này những chiếc xuồng chuyển cá nhai đang có tăng tốc tiến về bến. Xuồng này chạy với vận tốc khá là khủng các bạn. Lúc này là đã rạng sáng rồi. Vì vừa mới rời rạng sáng nên những hình ảnh các bạn đang xem có hơi mờ các bạn. Khi mặt trời lên thì những hình ảnh sẽ rất sắc nét. Mong các bạn xem video và thông cảm. Thì lúc này là một chiếc ghe Bentley. Đây là ghe cào Bentley rất là khủng luôn. Chiếc này khẩm tải luôn, đang có chạy vào để mà bán cá các bạn. Phía sau còn thêm một chiếc nữa, cũng là ghe cào Bentley luôn. Một cặp ghe cào các bạn. Chiếc chạy trước và chạy sau. Ghe Bentley thì kiểu dáng khá là giống với ghe của Kiên Giang, rất là khủng luôn. Chiếc này vẫn còn đang sáng điện luôn các bạn. Dầu tăng giá, tuy nhiên chiếc ghe vẫn không tiết kiệm điện. Còn đây là ghe thu mua hải sản 888 của Ninh Thuận các bạn. Chiếc này chiều dài cũng tầm 24 mét đó, rất là khủng luôn. Ghe này thì đang có chuẩn bị cập vào chiếc ghe cào, vừa mới chạy vào các bạn. Thường thì ghe cào sẽ về bến để mà núp gió hoặc là chạy về để mà bán cá các bạn. Những chiếc ghe cào Bentley này thì đang có khai thác hải sản tại vùng biển đảo Phú Quý. Chiếc này đang có khẩm tải luôn. Ghe này sẽ về bán cá cho ghe Ninh Thuận các bạn. Đó là những chiếc ghe đi thu mua hải sản và mua chung với nhau. Hôm nay thì mình không thấy ghe cào của Ninh Thuận nữa. Ghe cào của Ninh Thuận đã ra khơi rồi. Ghe Bentley số hiệu là 95131, một cặp luôn các bạn. Ghe này thì đã vào đảo Phú Quý khá là nhiều lần rồi. Năm trước thì cũng đã vào một lần rồi các bạn. Ghe thu mua Bình Định 92367 cũng đã có mặt tại đảo Phú Quý rồi các bạn. Thì ghe Bình Định có mặt tại đảo Phú Quý khá là sớm. Chỉ còn đàn ghe Phú Yên thì chưa thấy xuất hiện. Lúc này thì một chiếc đã về neo đậu sân rồi các bạn. Còn ở chiếc này thì chạy phía sau này. Tầm khoảng 5 đến 10 phút nữa thì cũng sẽ về và cặp vào chiếc còn lại. Ghe Bentley sơn màu xanh lá cây rất là nổi bật luôn. Ghe này thì mình nhìn xa mình cứ nhầm là ghe Đồng Tháp các bạn, vì cái số hiệu nó dễ bị nhầm lẫn. Đây chiếc ghe thu mua của Ninh Thuận đang có chạy về cặp vào chiếc ghe cào nè các bạn. Ghe cào cũng rất là khủng.
Và cái thu mua Ninh Thuận cũng rất là khủng luôn các bạn. Đều là những chiếc ghe siêu khủng. Những chiếc ghe có kiểu dáng rất là đẹp các bạn. Ghe này sẽ bắt đầu cập vào này. Hôm nay thì thời tiết ở biển rất là êm các bạn. Gió chỉ là cấp 3, cấp 4 thôi. Với thời tiết này thì rất là thuận lợi cho các ghe biển ra khơi. Thì để quay được những chiếc ghe cào như thế này thì rất là hiếm các bạn. Rất là hiếm mới thấy được những cảnh về ghe thuyền biển đảo đẹp như thế này. Tuy nhiên mặt trời chưa lên nên những hình ảnh nó không được sắc nét. Thời điểm mà mình quay video đẹp nhất trong ngày đó là từ lúc 7 rưỡi đến 8 rưỡi, chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ thì mình sẽ quay được cảnh đẹp nhất trong ngày đối với mùa bắc các bạn. Lúc đó mặt trời sẽ bắt đầu mọc lên. Mùa bắc thì mình quay ở biển mặt nước nên sẽ không bị mặt trời khuất ánh sáng. Đây chiếc ghe cào của Bentley đã dần về đến bến rồi. Lúc này thì trời cũng đã sáng nhiều rồi các bạn. Nên hình ảnh các bạn đang xem cũng rất là đẹp luôn. Trời đã còn sáng nhưng ghe vẫn chưa tắt điện. Một số ngư dân thì phía sau đang có chuẩn bị cho việc cập vào. Ghe khẩm tải luôn các bạn. Hôm nay thì cũng có một số ghe cào Kiên Giang của Tắc Cậu cũng vào đảo Phú Quý các bạn. Phía trước mình là một cặp ghe cào Kiên Giang Tắc Cậu này. Ghe cào này không có giằng cẩu các bạn. Khi mà thời tiết xấu thì sẽ có rất là nhiều ghe cào và ghe lưới vào đảo để mà trú gió. Lúc đó mình sẽ có nhiều video hay cho các bạn xem. Với thời tiết như thế này thì mình rất là hiếm để mà thấy được những cảnh quay đẹp cho các bạn. Mong các bạn xem video và ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Chiếc ghe đang có từ từ tiến vào cặp vào này các bạn. Chiếc ghe thu mua thì ở chính giữa và hai bên là ghe cào của Bến Tre. Ghe rất là khủng luôn. Ghe này thường đi khoảng tầm 10 đến 12 lao động các bạn. Đang có phồ máy rất là khủng luôn nè các bạn. Chiếc này thì có số hiệu là 95996. Ghe Bentley. Chiếc ghe vẫn đang có phồ máy khá là khủng các bạn. Phồ máy khủng để mình có thể đánh lái lại này. Động cơ rất là lớn luôn các bạn. Như vậy là những chiếc ghe đã cập vào và sẽ chuẩn bị bán cá cho chiếc ghe thu mua Ninh Thuận này. Còn hai chiếc ghe cào đã cập vào ghe Ninh Thuận rồi. Những hình ảnh rất là đẹp luôn. Video của mình đến đây kết thúc các bạn. Mong các bạn xem video và ủng hộ mình nhiều hơn nữa.